Dẫn rồi. Vô hủ. Vô hủ. Mấy ông gì vậy? Má tụi mày. Tụi mày lấy đồ của người ta rồi tụi mày giờ lết mặt ở đây làm gì? Hello mọi người nha, thì tôi là Quế Một Có em ơi. Thì hôm nay là một ngày rất chi là buồn đối với tôi luôn em mà. Thì chuẩn bị xa nhà để mà tôi lên Hà Nội thì tôi rất chi là nhớ nhà của tôi luôn. Thì mấy thằng bạn của tôi nó không đồng hành với tôi nữa mà nó còn đi ăn trộm PC của tôi. Gia tài tôi có một cái PC để tôi làm việc, tôi livestream để tôi kiếm sống mà cuối cùng nó cũng lấy rồi. Chắc của nó cũng hiếu hốn gì đó, tụi nó cũng lấy anh em mà. Thì thôi thì tụi nó hiếu hốn thì tụi nó lấy đi. Thì bây giờ tôi đợi anh Bình qua để cho giống như là thằng Bình đó anh em. Đó nó qua để tôi dẫn nó lên nó gặp Hiền Tây để nó tỏ tình Hiền Tây gì nha anh em. Thì bây giờ chuẩn bị đi thôi. Rồi mày làm gì ở đây vậy? Rồi muốn đi hay gì mày nói đại một tiếng đi. Đi đón mày tao sợ mày. Anh em ơi, anh em biết sao mà thằng heo nó không đi không anh em? Vậy. Anh em thấy gì chưa? Được rồi đó đấy. À là anh em cũng hiểu rồi, bây giờ làm sao? Thì tao lo anh tao đưa mày đi mà tao sợ tao quê. Sợ quê hả? Ừ. Vậy bây giờ đưa tao đi chứ không có đi đúng không? Ừ, tao là không có đồng hành chung với mày được lâu dài rồi, mong tụi mày đi đừng giận tao nha. Ừ, bây giờ đi nè, tao chuẩn bị đi luôn nè. Thôi bây giờ tôi gỡ ra tôi gỡ ngủ. Anh Quý ơi. Thôi đồ. Nay mình dẫn ba một cái sang em làm gì ấy? Rồi mày dẫn nó qua đây làm gì? Nó lấy đồ PC tao các thứ rồi mày dẫn nó qua đây làm gì? Còn mày muốn tao cạch mặt mày không gặp Hiền Tây gì vậy mày, mày kêu nó qua làm gì? Chuyện mà bữa nó cho mày mà chứ đâu phải ấy đâu, tao dẫn nó qua để ấy. Đâu mày dẫn nó qua ấy, mày kiếm ơi. Mày mấy này lấy đồ của người ta mà nó còn ấy nữa. Dẫn rồi. Vô hủ. Vô hủ. Mấy ông gì vậy? Má tụi mày. Tụi mày lấy đồ của người ta rồi tụi mày giờ lết mặt ở đây làm gì? Cho là cho làm sao? Tụi mày lấy xe tao, tụi mày lấy đồ tao rồi đem đi đâu? Đóng rồi đóng làm sao? Rồi giờ tụi mày nói đi bán cầu hạt mày đi làm hồ mà sao giờ không qua đây? Chưa vậy chưa nhào, chưa biết sự việc sao chứ quýnh ta. Trời rồi mày, rồi mày đi mò ốc mà rồi mày đi bán quán cà phê mà sao kỳ vậy? Nói cho mày á. Cho là cho làm sao lấy đồ ta dọn dẹp dọn muốn chết luôn vậy? Bảo quản. Bảo quản cột vô không nữa chân đó hả? Rồi giờ tụi mày có đi không? Má tụi mày đừng có cho anh kiểu đó nữa nha. Đừng có cho anh kiểu đó nữa nha. Rồi thằng heo thì nó không đi là buồn không anh em ơi. Thằng heo thì nó không đồng hành với tôi nữa thì thôi. Thì hôm nay nó đón tôi đi anh em à. Thì anh em nào muốn ủng hộ tôi thì anh em nhớ like đăng ký kênh nha. Rồi lần này con đi tới 1 tỷ Hán nữa nha. Rồi đây là cha mẹ của tôi nha anh em. Đây là ông nội của tôi nè. Lần này con đi tới 1 tỷ năm lận á. Thiệt, rồi đây là bà ngoại, ông ngoại của tôi nè. Còn đây là ông ngoại với bà ngoại của bé Hân. Rồi bé Hân chuẩn bị đi rồi, nhớ gì không ôm rồi đi nha. Rồi bây giờ tụi tôi đi nha anh em ơi. Hiền heo nó ở lại rồi, nó không đi rồi. Nó có ghệ nó ở nhà rồi. Thôi bây giờ đi thôi. Rồi chuẩn bị lên gặp Hiền Tây sao rồi? Vui. Vui hả? Ok. Cái cảm giác mà xa nhà anh em mà buồn cực luôn anh em à. Đó thì giờ tôi sẽ ra sân bay nha anh em ơi. Thì giờ này thì 7 giờ mấy 8 giờ rồi anh em à. Đó cũng gần tối rồi. Thì cái cây trụ này là cây trụ của sân bay nha anh em ơi. Đó tôi tới rồi nè. Tao tưởng đâu mày không đi chứ ai về đâu mày cũng đi hả? Đi chứ. Đó. Đi sao kiếm tiền không nổi. Đúng. Bình con ơi, chuẩn bị lên gặp Hiền Tây rồi có làm gì Hiền Tây em có hung không? Có. Chắc có hả? Nó ghê dữ lắm mà anh em mà. Thì bây giờ tôi phát vé máy bay nha anh em ơi, rồi sẽ đi nha. Đó thì trời tối đi máy bay anh em. Cực đẹp luôn anh em à. Đó thì tôi với Hân bên đây, mấy thằng kia thì ở bên kia anh em à. Đó. Thì tôi vừa đáp xuống sân bay anh em à, thì nó mưa anh em à. Đó trời đá lạnh rồi mà còn mưa nữa anh em à, khấm lọ quá cái trưởng luôn. Thì vậy là 12 độ C nha anh em ơi. Đó mà nó còn mưa ướt nhẹp luôn anh em à. Trời tôi nói với anh em á, nó lạnh kinh khủng khiếp luôn anh em à. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ dẫn Bình đi gặp Hiền Tây nhé. Ok. Kiếm gì ba? Kiếm Hiền Tây. Lạnh không? Không. Mát. Bình con nào? Bây giờ mày hỏi khói ra cho mọi người coi cái đây. Thì ba thằng này nó ngủ hết trơn rồi anh em à. Thì bây giờ tôi sẽ dẫn nó về cái khu tôi nha anh em ơi. Khu tôi là Hiền Tây ở đấy, luôn. Nó bên kia đây là đất cống như khu lê nè. Đó. Còn mấy thằng quỷ dịch này là nó hết càng hè nữa nè.
đó thì luôn nhìn thằng Bình nè, đó hứng khởi luôn nè, mình nhảy vậy đó đó đó, anh thấy chưa? Rồi rồi tới rồi, anh em ơi tới rồi tới rồi, gọi bây giờ gặp Hiền Tây chuẩn bị làm sao nè? Hả? Bây giờ anh Bình kìa. Mày vừa gặp mày hung cái luôn rồi. Ừ cái gì mới phê. Lạnh dưới mày. Rồi chuẩn bị nha anh em ơi. Thì cuối cùng thì tôi cũng dọn xong rồi anh em ơi. Đó thì phải nhét chai nước vô thì mới ấy được nha. Đó dọn quả cái lình luôn thì cuối cùng cũng xong rồi. Thì mấy cái chậu cây này của tôi nè anh em, hơn là nó không có bị héo anh em à. Đó có cây này nó hơi bị héo nè anh em. Đó thì bây giờ tôi sẽ qua tôi dẫn Bình qua nhà của Hiền Tây nha. Thì anh em nhớ nhấn like một đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nha. Thì bây giờ tôi với Hân sẽ đi thôi. Thì bây giờ tôi sẽ dẫn người Lê Bình ra Minh đó đi gặp Hiền Tây nha. Thì Hân ơi, nó quýu rồi trời, nó quýu rồi. Bây giờ tôi khiêng cái hùng này nha anh em ơi, tôi khiêng cái hùng này cái. Rồi bây giờ là đây là chỗ có Hiền Tây nè anh em à. Quýu rồi, Bình con. Bình con, vô đây mày làm gì Bình con? Chưa, mày đứng đi, để tao ấy cái. Từ. Ê, Hiền Tây, bạn Bình, bạn ra Hà Nội kìa. Cái gì vậy trời? Ê, không có ngại ngồi về đang quay clip rồi nha. Ra đây. Trời, bạn Bình qua kìa, vô người ta ấy cái đi trời. Làm đi chứ nhỉ. Có luôn. Cái đấy. Rồi. Bình ơi, Bình. Quay người ta hoài à. Nè. Cái gì đó ông ta hỏi đừng có quay nữa má ơi. Bình ngon. Cười. Cười gì ngại ngừng đồ trời là trời má. Kìa Lê Bình cho Minh kìa. Rồi sao mà hai đứa cái tủ lạnh rồi không gì hết trơn vậy. Nè nửa đồ đi chứ sao. Nè đây là đồ nhậu nè, hôm nay Bình nó đem đồ nhậu qua để mà chiến với Hiền Tây nè. Rồi làm gì ngã dưới bó. Thằng Bình nó quý. Ủa sao ở nhà mày nó mày sung lắm mà sao mà ở đây sao mày như con cái gì như con lăng quăng vậy Bình con. Tiên gặp thì có lời gì muốn nói hay là nắm tay cái đi, bắt tay cái đi. Yeah. Bắt đi. Rồi, kéo lại. Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Đó. cái gì vậy Bình con? Thì hôm nay là Bình con mua đồ nhậu để mà chiến với Hiền Tây từ đây tới tối luôn. Đó. Thì cái gì họ đi mua bia luôn, quất luôn, hôm nay quất tới luôn đúng không? Rồi sao mà mới lên xong mà u vậy, không nói chuyện gì hết trơn vậy, hay là còn ngại? Người ta bị ngại chứ, còn Bình nghe đi mà tay chân nó quýnh nó chứ. Rồi ok, rồi bây giờ mổ này ra để lấy đồ nhậu là chiến luôn đó. Rồi ngày mai thì đi chơi đi gì các thứ thì ngày mai tính, thì anh em comment cho thằng Bình con nha. Thì bây giờ tôi mở cái này ra nha anh em. Hiện tại hôm nay vui dữ nha Bình con. Ra mở cửa kìa ông nội. Gì? Anh Đức mở qua tái đấu với mày kìa. Đấy. Ui rồi, mùi to đấy. Trời ơi. Hôm nay đem phòng bia qua. Anh nghe bảo là mang đồ ăn qua, anh mang bia qua. Có bữa anh ơi. Anh thấy gì không nè, anh Đức anh thấy gì không? Anh thấy gì không? Cái này thì hôm nay thằng Bình con nó sẽ chiến với Hiền Tây. Hồi nãy lên đồ ôm, đồ hung, đồ nắm ta, đồ dữ lắm. Đâu rồi, giờ vô cởi trang anh. Đùa, cái tướng của anh Đức coi nè. Gấp hai lần luôn đi mà. Thôi. Thì bây giờ chuẩn bị chiến, hồi tôi chiến anh Đức mỏm lặt nữa luôn. Mày làm gì anh mua sống không?
Thôi thì hôm nay tôi sẽ quất anh Đức mở lặt ngửa luôn nha anh em. Ok. Rồi bây giờ hôm nay là ngày lành tháng tốt. Bắt tay vào, bắt tay vào. Bắt tay vào. Nhất bái tiên đi, nhị bái cao đường. U dê ra bái uống đây, bắt cạn nào. Uống đi. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em. Bây giờ mà uống hết đi thằng Bình. Nam tử Hán tại Trường Phu. Anh Thắng rồi. Anh thấy gì không anh Thắng? Bây giờ mình ngon mày ra mày đúc hiện tây cái gì đó đi, là lột tôm gì đó, chỗ tài lột tôm đi. Đó, anh Đức ơi. Thằng Bình nó ra nó làm gì quá trời nè. Nha nhuyễn nhuyễn rồi xong rồi. Anh Thắng. Đâu rồi? Không, để Bình Ngon đút cho hiện tây cái con tôm cái để coi ra làm sao. Đâu rồi anh Đức cũng đút chị Mon cái đi anh Đức. Rồi đâu? Đút vô mồm anh trước hả? Đâu? Bây giờ đâu? Chén nước chấm đâu? Cái hả? Này mới yêu, người ta còn hạnh phúc, còn đây là yêu lâu rồi. Đâu, bây giờ yêu lâu trước đi, yêu lâu là cái gì nè? Anh em mà. Rồi, yêu lâu là cái gì? Rồi bây giờ là mới yêu nè. Anh Thắng ăn đi anh Thắng. Của em mà không phải anh Thắng ăn được đúng không? Phải. Được rồi. Cái gì vậy trời? Mình có cười được không? Trời ơi, cái gì mà ghê vậy ta? Anh Thắng nửa đêm qua đây ăn cơm chó. Rồi đâu bây giờ tới ăn đút mực đi nè, còn mực nè Bình Ngon. Ta triển khai đây, ta để chúng mày ăn hết. Anh triển khai anh quốc đi anh. Nửa đêm nửa hôm nó dựng dậy cho ăn cơm chó như này thì chết. Anh hay con tôm của em đem lên nó bự không anh? Mày bị tao bây giờ cho hiện tây đút mày chết đi đây. Hiện tây đút Bình cái đi rồi bây giờ là chiến thôi. Hai đứa hả? Đúng rồi. Hai đứa hả? Được. Khải ăn đâu anh đút cho này. Nào, anh đút cho đây. Nào, nhìn nè. Anh phải đút đi. Được, dữ ha. Thôi thì bây giờ tụi tôi ăn nha anh em ơi. Đó. Thôi, bye bye mọi người nha.